Mua Bán Xe Cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và ngày hôm nay thì kênh Mua Bán Xe Cũ sẽ mang tới cho anh chị và các bạn một chiếc xe trong tầm giá 300 triệu hơn một chút. Anh chị bạn có thể sở hữu ngay một chiếc xe chỗ ngồi rộng rãi cho 8 người ngồi, chiếc Toyota Innova phiên bản 2.0e, số sàn có ngoại thất là màu bạc, nội thất ghế da màu kem. Các chi tiết của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Xe hiện đang có mặt tại cửa hàng Auto Trọng Hòa, số 24 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Anh chị bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các cùng tham quan về không gian đầu xe với hệ thống bóng đèn, rồi những các chi tiết mặt ca lăng của chiếc xe nó vẫn giữ được độ đẹp. Mâm thì trang bị mâm hợp kim với một dàn nốp của chiếc xe, đết nốp vẫn còn rất mới, đết nốp là năm 2021. Và là với kích thước của chiếc xe mâm hợp kim 15 inch. Đấy, những đường nét tổng quan về sơ qua về ngoại thất của chiếc xe anh chị và các bạn cùng khám phá với em. Sơn si, lẹp mạ, tất cả các chi tiết này nó vẫn giữ được độ đẹp. Các chủ thì cũng đã lên cho chiếc xe cái bộ vè che mưa, giúp cho anh chị và các bạn có thể trong những lúc trời mưa mình có thể hé cửa nhỏ để có thể là lấy không khí bên ngoài. Đấy, đây là những cái chi tiết anh chị bạn có thể thấy qua về phần đuôi, các chi tiết đường led về phần đuôi xe, như là những cái phần con mắt cảm biến được trang bị đầy đủ, hệ thống đèn cảnh báo, tất cả các chi tiết như gạt mưa được trang bị cho anh chị và các bạn để nhằm đảm bảo khi lùi xe người phía sau có thể nhận được cảnh cảnh báo. Đây là những cái đường led chi tiết về cái chỉ hướng tán của chiếc xe, anh chị và các bạn có thể khám phá cùng em. Mọi chi tiết đều trong tình trạng là nguyên bản, cửa hàng bán xe ra thì có cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục: xe không bị đâm va, không lỗi nầm, không ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc. Với chiếc xe này thì vẫn là sản xuất năm 2015, vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Để nhận được thông tin chi tiết cụ thể về chiếc xe thì các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình hoặc qua trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm anh chị nhé. Tay nắm cửa có bọc chống xước này, những đường nét keo chỉ đinh tán, rồi hệ thống táp ly cánh cửa, những cái chi tiết đây là lỉ anh chị ạ, còn đây những cái phần này nó là nhựa, các chi tiết này nó là nhựa. Bên trong đây thì nó sẽ có những cái phần như hệ thống ốc bản lề, tất cả các chi tiết ốc này nó vẫn còn giữ được độ nguyên bản. Và với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì mình nên mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để mình có thể check kiểm tra. Cửa gió điều hòa của chiếc xe thì nó trang bị cho anh chị và các bạn trên nóc trần, hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Đấy, không gian hàng ghế thứ ba thì thoải mái cho 3 người ngồi. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về không gian khoang lái. Đầu tiên vẫn là chi tiết về keo chỉ này, hệ thống đinh tán này, rồi những phần táp ly cánh cửa, các chi tiết đường led tổng quan để anh chị và các bạn có thể khám phá và đánh giá. Với hệ thống vô lăng của chiếc xe trang bị vô lăng 4 chấu và những cái chi tiết như là hệ thống cần số, phanh tay cơ, nó cũng không có quá nhiều tính năng để anh chị và các bạn trải nghiệm. Cái vô lăng này nó là nhựa giả da anh chị nhé. Đấy, nhựa mềm. Còn đây là những cái chi tiết về chất lượng ghế ngồi, ghế lái và ghế phụ của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo. Option của chiếc xe thì nó cũng chả có cái gì cả. Đấy, anh chị có thể thấy điều hòa thì vẫn sử dụng là điều hòa cơ, ổ DVD, nó thiên về cái khả năng vận hành cũng như là tính năng xe. Đấy, những cái chi tiết tổng quan thì anh chị có thể khám phá cùng em, nó cũng vẫn còn rất đẹp. Hoạt động của chiếc xe này thì nó rất là bền. Với khối động cơ của chiếc xe nó sử dụng là khối động cơ máy 2.0, cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành của chiếc xe cũng rất là mượt mà, rất phù hợp với những anh chị và các bạn nào mà kinh doanh dịch vụ hay gia đình đông người sử dụng chiếc xe này, bền lành, máy khỏe. Đây là những cái chi tiết mặt máy của chiếc xe cũng như là ốc mặt máy và những phần keo mặt máy của chiếc xe, anh chị bạn có thể tham quan và đánh giá sau khi xem qua clip mà anh chị và các bạn cần xem cận cảnh chi tiết những cái phần nào. Hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình để em có thể là gửi thông tin đầy đủ rõ ràng cho anh chị và các bạn có thể tham quan chính xác rõ ràng nhất. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Các anh chị và các bạn đừng quên like và đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được các video em cập nhật mới nhất trên kênh. Nếu các bạn cần tìm thông tin về chiếc xe Toyota Innova, mình có thể truy cập tại web otosehoi.com để xem thông tin cụ thể anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn.